Thấy cười. này mới đúng. Rồi, cái màn hình PowerPoint nào, thấy chưa? Thấy cười. Đó. Rồi, có nhìn thấy con chuột cô di chuyển không? Thấy không? Dạ không? Rồi, ổng nhìn thấy con chuột luôn, cái mũi tên á, thằng cô chỉ gì trên màn hình này nè, Dạ không rồi. không thấy hả? Rồi màn hình thu nhỏ gì thì thấy không? Thấy Dạ không? À, màn hình thu nhỏ này thì thấy, nhưng mà cái độ lớn của mấy cái nội dung trong này nhìn được không? Dạ được cô. À, được vậy thì cô để màn hình như vậy ha, để cô chỉ con chuột có cho dễ. Rồi, vậy thì trước khi đi vào nội dung mới, giờ bạn nào nhắc lại cho cô một cách tổng quát. Lúc trước mình đã học thoái hóa axit béo rồi, thì mình chia axit béo thành mấy nhóm để mình học cho dễ nè, còn nhớ không? Ba nhóm cô. Rồi kể ra thử coi. Axit béo bão hòa lẻ chẵn với một cái là axit béo không bão hòa. Ừ. Các em nhớ rất là kỹ là ba nhóm như thế, nhưng mà tại sao cái phần mà axit béo không bão hòa cô chỉ nói chung chung là axit béo không bão hòa không à? Mà nó là Tại axit, vì nói em nói đi. dạ tại vì từ axit béo bão hòa thái hóa thành axit béo bão hòa ấy lộn, nó tương tự, nó cái nó tương tự như là axit béo bão hòa. Tương tự ở chỗ nào kể ra luôn coi. Là cái liên kết đơn thì giống như là bên bão hòa, còn liên kết đôi thì nếu chẵn thì cắt, nếu chẵn thì cắt được, còn nếu lẻ thì chuyển chuyển tiếp rồi cắt. Đó, thì em nhớ một cách tổng quát sơ sơ như vậy, còn cụ thể thì phải nắm kỹ hơn nha. Rồi, tôi nhắc lại chút xíu để bạn nào chưa có nhớ thì chúng ta nắm lại. Thì đối với axit béo mà no mặt trắng thì cái nó bị cắt ra thành những cái đoạn 2C hết. Đó, sản phẩm cắt là toàn bộ là các đoạn 2C, chính là các acetin-CoA. Cô nói nha, chứ trên màn hình cô không có chiếu nha. Và mỗi một lần cắt trải qua bốn phản ứng, em còn nhớ không? Phản ứng khử hydro, phản ứng cắt, xin lỗi, phản ứng cộng nước, phản ứng khử hydro một lần nữa và phản ứng cắt. Đó. Đối với axit béo no mạch lẻ thì xảy ra cũng tương tự, chỉ khác ở một điểm là ngoài sản phẩm là các acetin CoA thì chúng ta còn có thêm một cái đoạn có ba carbon là propionin CoA, nhớ không? Rồi sau đó propionin CoA cũng được chuyển hóa thành cái succinyl CoA và cũng được đưa vào chu trình rep tương tự như là acetin CoA. Đương nhiên là nó không vào ngay đầu của chuỗi chu trình rep rồi, được chưa? Còn đối với axit béo không bão hòa thì quá trình thoái hóa nó xảy ra giống như bạn mới vừa nói đó. Chúng ta chỉ nói bão không bão hòa thôi chứ chúng ta không có nói mặt chẵn mặt lẻ. Thì ở đây đương nhiên các em phải hiểu là gì? Nếu axit béo đó là không bão hòa mặt chẵn thì sản phẩm cắt cũng toàn bộ là các phân tử acetin CoA tương tự như cái axit béo bão hòa mặt chẵn, đúng không? Đấy, chỉ khác ở chỗ là cái lần cắt mà có chứa nó đôi thì nó xảy ra như thế nào thế nào. Đó. Còn đối với axit béo không bão hòa mặt lẻ thì sản phẩm cắt cũng giống như axit béo bão hòa mặt lẻ, có nghĩa là ngoài các đoạn acetin CoA thì chúng ta còn thu thêm được một cái đoạn propionin CoA, được chưa? Rồi nó chỉ khác là ở cái chỗ nối đôi đó, tùy theo vị trí nối đôi ở vị trí carbon chẵn hay carbon lẻ mà nó tham gia phản ứng cộng nước này kia luôn, hay là nó phải thực hiện cái phản ứng chuyển cái nhóm cái liên kết đôi đó, giống như bạn mới vừa nói mà trong sách vở mình gọi là nó được đồng phân đó, chuyển cái vị trí đồng phân nha. Rồi bây giờ trên cơ sở các em nắm cái sự thoái hóa axit béo rồi thì bây giờ chúng ta sẽ nói cái phần mà thoái hóa tri và phospholipid. Thì giống như bạn hồi nãy bạn trả lời cho cô hay đó, thì trên giảng đường cô cũng nói sơ qua rồi, bây giờ cô nhắc sơ lại chút xíu nha. Thì các em quan sát đây là cấu tạo của triglycerid đó, nó gồm có cái rượu glycerol được ester hóa cả ba nhóm OH với ba cái axit béo luôn đó. Thì cái bước đầu tiên thì cái triglycerid nó sẽ được thủy phân lần lượt đó, em nghe cho kỹ cái từ lần lượt có nghĩa là nó trải qua ba lần thủy phân, đúng không em? Đó, thủy phân lần thứ nhất ra một góc axit béo, phần còn lại là triglycerid.
thủy phân lần thứ hai ra thêm một axit béo nữa, còn lại là mono, và thủy phân thêm một lần cuối cùng nữa là cho ra hoàn toàn là ba axit béo với cái glycerol. Được chưa? Rồi hai sản phẩm thủy phân này sẽ được thoái hóa tiếp tục nếu mà cơ thể chúng ta đang có nhu cầu về mặt năng lượng. Thì đối với axit béo nó được thoái hóa như thế nào? Thì ở các phần trước, ở các tuần trước trên giảng đường cũng như là hồi nãy bạn nhắc cô mới ôn lại cho các em rồi. Đó, nó thuộc axit béo no, mặt chẵn hay mặt lẻ thì nó thoái hóa theo kiểu của nó. Còn axit béo này nó là axit béo không no, mặt chẵn mặt lẻ thì nó thoái hóa theo kiểu của nó. Được chưa? Sản phẩm khác là cái gì? Rồi những cái sản phẩm đó đi đến đâu để tạo năng lượng cho cơ thể chúng ta đã được học rồi. Rồi chỉ còn cái phần mà glycerol này nó sẽ được thoái hóa như thế nào thì tí nữa sau khi nói về thủy phân của folipid mình sẽ nói luôn một lượt ha. Rồi, còn đây là cái cấu tạo của cái phospholipid nè các em, mình nhớ lại nha. Đó, đây là cái phần rượu glycerol của nó nè, 3C nè, ba nhóm OH nè. Hai nhóm OH được ete hóa với hai axit béo nè, thấy chưa? Đó. Còn phần nhóm OH thứ ba dưới này nó sẽ được liên kết với cái gốc phosphat, hay nói cách khác là với axit folic. Đó. Rồi nối tiếp tục với cái hợp chất có chứa nitơ ở đây. Thường là choline hoặc là ethanolamine á. Đó, phần hóa học mình có nói về cấu tạo của nó rồi. Như thì phospholipid cũng được thủy phân ha, thủy phân lần lượt hai cái gốc axit béo rồi cái hợp chất có chứa nitơ ở đây ra và thủy phân cái gốc phosphat này ra. Đó. Vậy thì ở đây axit béo được thủy phân ra thì nếu nó được thoái hóa tiếp tục để cho ra năng lượng cho cơ thể mình xài chẳng hạn thì nó thoái hóa theo từng loại, nếu nó thuộc loại nào thì nó thoái hóa theo kiểu của loại đó, ở đây mình không có nhắc lại nữa, được chưa? Rồi còn cái số phận của cái ion phosphat này ở đây thì nó cũng có thể được sử dụng cho cơ thể mình tổng hợp nên những cái phospholipid mới hoặc là tham gia vào tổng hợp axit nung á. Tùy theo nhu cầu của cơ thể mình cần mà nó có mặt thì nó sẽ được huy động để được sử dụng cho mục đích đó. Hoặc là nó tham gia tạo nên cái hệ thống đệm của cơ thể, hoặc là tham gia cấu tạo nên những cái hợp chất hữu cơ vô cơ khác cần có mặt phốt pho trong cơ thể của mình. Được chưa? Còn không thì nó sẽ được đào thải ra khỏi cơ thể qua phân hoặc là qua nước tiểu dưới dạng là ion vô cơ là phốt phát là chủ yếu, qua nước tiểu là thường là ion phốt phát ha. Đó là số phận của cái thằng này. Còn cái thằng này, hợp chất có chứa nitơ, nếu nó được thoái hóa thì cái sản phẩm thoái hóa cuối cùng các em nắm nguyên tắc chung đó là nó tương tự như hợp chất là protein em đã được học với cô Thảo rồi. Tương tự ở cái sản phẩm thoái hóa cuối cùng nha, còn đương nhiên quá trình thoái hóa như thế nào là nó sẽ khác với protein, protein, acid amine chứ không phải là hoàn toàn như vậy. Tương tự ở sản phẩm thoái hóa cuối cùng là ra cái gì? CO2 nè, nước, NH3, được chưa? Rồi NH3 sau đó sẽ được chuyển hóa thành ure ở gan và sau đó theo nước tiểu thải ra ngoài. Mà ở trường chuyển hóa protein các em đã được học rồi. Được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái sự thoái hóa tiếp tục của cái thằng glycerol này. Glycerol do thủy phân phospholipid này ra hoặc là glycerol từ thủy phân triglycerid ở cái line nãy mới vừa nói. Được chưa? Đó. Rồi cái line này các em bỏ qua đi. Đây. Đó. Thì các em thấy là cái bước đầu tiên glycerol cũng được hoạt hóa nha các em. Đó, các em nhớ lại nguyên tắc chung các hợp chất trong cơ thể của mình trước khi được tham gia vào cái chuỗi phản ứng chuyển hóa của nó phải được hoạt hóa. Mà cái bước hoạt hóa này là cơ thể mình phải tiêu hao năng lượng vào đây đó. Thì ở đây em thấy glycerol được phosphorin hóa thành glycerol phosphat. Rồi sau đó nó được oxy hóa khử thành một cái chất có 3C phosphor dioxyacetone, chữ viết tắt là BDA. Thì xin hỏi là lớp mình đã học chương chuyển hóa glucid với thầy Nghĩa chưa? Chưa cô ơi. À, nhưng mà hôm nay ở nhà có lấy sách môn này môn kia ra đọc không? Khai thiệt tình đi. Rồi, nếu chưa học thì cô nói một cách tổng quát nha. Thì qua tới chương chuyển hóa glucid chúng ta sẽ học đường phân. Chúng ta sẽ học thoái hóa đơn vị căn bản của glucid là đường đơn á, đúng không? Và hai cái đường rất là phổ biến có 6C đó là chúng ta đề cập đến đường fructo và đường glucon. Thì khi hai cái đường này nó bị thoái hóa, sau khi nó được phosphorin hóa rồi nó sẽ bị cắt mạch carbon. Em hình dung không? Nó cũng na ná như hổm rài chúng ta học thoái hóa axit béo vậy đó, mạch carbon bị cắt ngắn dần đi. Đó, thì cái đường 6C này nó bị cắt làm đôi. Vậy thì mỗi một mảnh là sẽ có 3C đúng không? Đó, thì trong cái chuỗi chuyển hóa của nó em sẽ được nhắc tới cái phản ứng đó. Thì
Hai mảnh đó chính là hai mảnh này nè các em, phosphor dioxy aceton và cái mảnh thứ hai là phosphor glyceraldehyde PGA ở đây. Hai thằng này là đồng phân của nhau, nó có thể chuyển hóa qua lại với nhau. Đặc biệt là cái thằng PDA phải được chuyển hóa thành PGA và sau đó mới đi tiếp tục được chuyển hóa thành cái acetin qua. Và cái chuỗi chuyển hóa này nó như thế nào thì trong cái phần mà thoái hóa Lucid các em sẽ được học cụ thể với thầy Nghĩa. Hôm nay thì lật sách ra coi trước. Được chưa? Đó. Rồi cho ra acetin CoA rồi thì số phận của acetin CoA rất là rộng rãi nha các em. Đấy, thì ở đây chỉ một cái hướng căn bản nhất trong chương trình mình học đó là acetin CoA được đưa đến chu trình rep này kia rồi cho ra năng lượng cho cơ thể mình xài. Được chưa? Đó, thì đây là con đường chủ yếu của nó nè. Rồi ngoài ra thì nó còn có nhiều con đường phụ khác. Thì trong số các con đường phụ khác thì chúng ta thấy chúng ta quan tâm nhiều đến cái con đường này ở đây. Đấy, PDA hay là PGA cũng được sử dụng cho cái con đường này. Đó. Và kết quả cuối cùng là tạo ra gluco. Thì ở cái chương Lucid em học với thầy Nghĩa đó thì cái chỗ này mình gọi là quá trình tân tạo Lucid. Đó, cái từ mình học là tân tạo Lucid nhưng mà thực tế nó chính là quá trình tổng hợp nên gluco từ những cái hợp chất trung gian trong cơ thể của mình. Thì trong số các phân tử trung gian được sử dụng có cái phân tử là PDA hoặc là PGA ở đây mà các em thấy. Hình dung được chưa? Đó, thì qua tới bài Lucid thì các em có còn nắm thêm một số phân tử trung gian khác được sử dụng để tân tạo gluco ở đây. Ví dụ lactate rồi này kia cũng được sử dụng, ceton này kia cũng được sử dụng các em ha. Đấy, thì đây là cái con đường thoái hóa tiếp tục của glycerol để cho ra năng lượng cho cơ thể mình xài. Đó, các em thấy đường nào cũng đi về cái La Mã không? Đó, cái đường cuối cùng mà La Mã cô muốn nói ở đây đó chính là chu trình rep và chuỗi hô hấp tế bào là cái nơi mà cuối cùng để sinh ra năng lượng cho cơ thể mình xài. Từ cái hợp chất ban đầu là cái rotip, lipid hay glucid gì không cần biết, miễn là cái hợp chất đó có chứa mặt carbon đó thì nó biến đổi làm sao đó để được đi vào chu trình rep và sau đó là chu trình rep cung cấp các cặp điện tử để tới chuỗi hô hấp tế bào để sinh ra năng lượng cho cơ thể mình xài. Em hình dung được chưa? Đó thì đó là nhắc sơ qua lại về cái quá trình thoái hóa của tri và phospholipid. Vậy thì ba hợp chất axit béo, tri, phospholipid, các mạch kiến thức các em học nó có liên quan rất là chặt chẽ với nhau ha, bởi vì nè tri và phospholipid đều có chứa axit béo trong đó. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta qua cái phần mới đó là chúng ta nói về tổng hợp thì cũng tương tự như thoái hóa, chúng ta nói ba chất axit béo, tri, phospholipid một một nhóm, vậy là nó liên quan với nhau. Em nắm được axit béo thì em sẽ nắm được tri và phospholipid luôn. Được chưa? Em theo kịp không? Trong giáo trình thì cô bố cục là nói toàn bộ thoái hóa hết, thoái hóa axit béo, tri, phospholipid, cholesterol xong rồi đó, xong mới qua một loạt các quá trình tổng hợp bốn chất này. Tuy nhiên khi trình bày slide thì cô trình bày ba một nhóm ba chất, đầu tiên là axit béo, tri, phospholipid chung với nhau để các em liền mạch về mặt kiến thức các em dễ nắm được không? Được nha. Cô nói có nhanh quá thì sau đó thì các em cứ 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 no cứ mở micro các em có ý kiến nha. Còn cô đang chiếu cái màn hình và PowerPoint cho nên là nếu mà các em có nhắn tin hay gì trong cái cuộc hội thoại thì cô không có nhìn thấy được. Em mở micro các em nói nha. Rồi, về tổng hợp axit béo thì chúng ta cũng nắm là nơi tổng hợp là diễn ra ở đâu trong cơ thể của mình. Đó, thì các em nhớ giùm là nhắc lại nghe chứ trong mấy buổi trước cô đã nói rồi. Đó là ba hợp chất căn bản nhất là glucid, lipid, lutein là diễn ra ở mọi tế bào trong cơ thể của mình luôn. Đó, nhưng mà nó diễn ra mạnh mẽ ở đâu thì mình kể một số cái nhóm tế bào, nhóm cơ quan cụ thể. Còn ở đây mình không nhắc đến những cái tế bào, những cái cơ quan khác, không có nghĩa là ở những nơi đó không có nha. Đó. Rồi, ở tại trong tế bào thì axit béo được tổng hợp ở ba nơi trong tế bào. Còn đối với thoái hóa axit béo trước mình học đó, thì thoái hóa ở nơi nào trong tế bào? Một bạn trả lời giùm cô câu hỏi này coi, mình đã học rồi. Thi thể. Đúng rồi, ở ti thể ha, chỉ có một nơi trong tế bào thôi, đó là ở trong ti thể. Rồi còn ở đây đối với axit béo thì nó được tổng hợp ở ba nơi, nơi thứ nhất cũng là có mặt ở trong ti thể luôn, nơi thứ hai là ở myosin và nơi thứ ba là ở bào tương. Ở ba nơi này thì cơ bản 80-90% trở lên các axit béo phổ biến trong cơ thể của mình đó là được tổng hợp ở bào tương ha, còn ở myosin và ti thể cũng có nhưng mà nó là nơi để diễn ra tổng hợp những axit béo đặc biệt của cơ thể của mình ha. Thì trong phần này phần sau mình trình bày với nhau đó là mình nói về tổng hợp axit béo ở bào tương.
Và cũng tương tự như phần thoái hóa, chúng ta sẽ nói về tổng hợp axit béo no mạch chẵn trước, rồi sau đó chúng ta nói về tổng hợp axit béo no mạch lẻ, và sau đó là nói về axit béo không không no. À, em nắm được axit béo no mạch chẵn là ba cái nhóm, còn lại mình nắm được. Rồi yếu tố kế tiếp các em nắm đó là cái nguyên liệu sử dụng để tổng hợp ở đây là cái gì? Đó chính là cái phân tử acetin CoA. Đó, thì sau khi em học xong tất cả các chương chuyển hóa đó, em sẽ thấy là ở đâu cũng có nhắc tới acetin CoA. Đó, acetin CoA là một trong những không, một một trong những mà là gần như là cái hợp chất trung gian quan trọng nhất trong cơ thể, bởi vì chuyển hóa chất nào cũng có nhắc tới nó hết, và nó cũng là nguyên liệu để sử dụng cho quá trình chuyển hóa rất là nhiều trong cơ thể của mình ha. Cái thứ kế tiếp đó là các em nắm cái đặc điểm về cái hệ thống enzyme xúc tác cho quá trình tổng hợp. Thì hôm trước mình học thoái hóa axit béo, một lần cắt ra một cái đoạn acetin CoA có hai carbon là diễn ra bốn phản ứng. Như thì cơ bản tương ứng với bốn phản ứng đó là bốn enzyme, đúng không? Thì phản ứng nào xảy ra thì enzyme đó nó sẽ nhảy vào nó xúc tác. Tuy nhiên ở đây đối với quá trình tổng hợp axit béo thì cũng mỗi một lần xúc tác cho cái chu trình chuyển hóa tổng hợp ở đây là nhiều enzyme. Nhưng mà một điều đặc biệt đó là nhiều enzyme đó nó sẽ kết hợp lại với nhau thành một cái hệ thống enzyme thống nhất. Mình gọi là hệ thống multi enzyme axit béo synthesize. Đó, nó kết hợp lại với nhau thành một hệ thống enzyme. Còn đối với những cái hệ thống enzyme thông thường khác thì enzyme nào nó nằm riêng lẻ enzyme đó, em hình dung được không? Đó. Rồi yếu tố kế tiếp đó là NADDHH cộng hoặc là FADDHH cộng được sử dụng như là các chất cung cấp các cặp điện tử H cộng để tham gia vào quá trình khử ha, cung cấp chất khử. Rồi yếu tố kế tiếp các em cần nắm đó là về mặt nguyên liệu, hồi nãy chúng ta nói là từ các acetin CoA. Vậy thì ở đây các em nắm thêm đó là acetin CoA chỉ sử dụng trực tiếp là acetin CoA ở cái dòng phản ứng đầu tiên thôi. Còn ở những lần phản ứng sau, acetin CoA sẽ tham gia gián tiếp thông qua cái phân tử malonin CoA. Mà malonin CoA được tạo nên từ acetin CoA. Em tưởng tượng được không? Nghĩa là trong malonin CoA nó chứa cái thằng acetin CoA đó. Nha. Đấy, acetin CoA được carboxin hóa để trở thành malonin CoA có 3 carbon, còn acetin CoA thì có 2 carbon thôi. Đó, thì cái enzyme ở đây chính là enzyme xúc tác cho phản ứng gắn cái nhóm carboxin vào ha. Cơ chất là acetin CoA. Thì ở đây enzyme là acetin CoA carboxylase. Thì cái enzyme này cần cộng tố. Đấy, xúc tác sinh học học rồi ha. Đó, thì cái cộng tố của nó đây là cái vitamin H, tên gọi khác của nó là biotin đó. Đó, cho nên là cái chế độ ăn dinh dưỡng này kia của mình mà các vitamin thiếu hụt hay không là nó ảnh hưởng tới chuyển hóa trong cơ thể của mình nữa đó. Đó, thì trong bài xúc tác sinh học các em đã được nhấn mạnh rồi, được chưa? Rồi chờ ở đây thì cô nói về các nguồn chuyển hóa nào sẽ cung cấp NADDHH cộng đem qua đây để sử dụng cho tổng hợp axit béo, nhưng ha. Đấy, như vậy thì chút nữa có một cái mục nói về điều hòa tổng hợp axit béo đó. Như thì ở nơi nào mà có diễn ra mạnh mẽ cái quá trình mà tạo nên NADHH cộng thì khả năng ở nơi đó diễn ra quá trình tổng hợp axit béo mạnh mẽ, thúc đẩy quá trình tổng hợp. Yeah. Rồi còn cái slide này thì cho các em hình dung một cách cụ thể hơn về cái hệ thống multi enzyme axit béo synthetase. Đó, thì nó gồm 6 cái enzyme thành viên đó, gắn lên một cái protein trung tâm acin CoA carrier protein. Đó, gồm 6 cái enzyme. Như vậy thì cái quá trình nó sẽ diễn ra 6 phản ứng các em ha. Đấy, như vậy thì em hình dung một cách tương tự hôm trước. Thoái hóa axit béo là quá trình cắt ngắn dần cái mạch carbon của axit béo thành những cái mẫu có hai carbon là acetin CoA, đúng không? Thì ở đây mình nói về tổng hợp axit béo mà nguyên liệu lại là acetin CoA, như thì mình hiểu một cách đơn giản tổng hợp axit béo là quá trình nối từng đoạn acetin CoA đó lại với nhau, em tưởng tượng được không? Đó, nối lần lượt hai đoạn nối với nhau, rồi cái đoạn này nối thêm một cái đoạn thứ ba, nối thêm đoạn thứ tư, vân vân cho tới ra cái đoạn cuối cùng để cho ra axit béo mà cơ thể chúng ta đang cần. Và ở đây mỗi một lần nối là diễn ra 6 phản ứng. Hôm trước là mỗi lần cắt là diễn ra 4 phản ứng. Các em hình dung không? Nhớ lại. Thì ở đây mỗi lần nối diễn ra 6 phản ứng tương ứng với 6 cái enzyme này. Đó, và đặc biệt là 6 enzyme này nó phải kết hợp với nhau trên một cái protein vận chuyển tạo thành cái hệ thống multi enzyme axit béo synthetase. Đây là mô hình đó nha các em, chứ không phải enzyme nó y chang vậy đâu. Được chưa? Rồi. Hả? Dạ.
cô em không hiểu tại sao lại là cùng một thoái hóa nhưng mà sao không thành hệ thống mà lại cùng một tổng hợp mà lại thành hệ thống. Em hiểu một nguyên tắc chung gì nè, những cái quá trình chuyển hóa ở môn sinh hóa hay là những cái quá trình mở ở môn sinh lý á, là qua một cái quá trình lịch sử lâu dài, tùy theo cái kiến thức của nhân loại thì đã được đúc kết nhanh sớm hay muộn. Thì ở đây các nhà sinh hóa học trong quá trình người ta nghiên cứu á, người ta phát hiện là cái enzyme mà xúc tác cho quá trình tổng hợp nó phải kết hợp như thế này lại với nhau như thế này tạo thành hệ thống multi-enzyme đặc biệt. Thì giống như nó là cái quá trình chọn lọc tự nhiên, quy định tự nhiên, chứ mình không thể giải thích tại sao được. Đó, chắc chắn rằng các nhà sinh hóa học đó người ta đã có thử nghiệm chứ không phải là không. Người ta nghiên cứu để cái hệ thống enzyme nó như thế này thì quá trình nó diễn ra suôn sẻ. Còn người ta thử, người ta tách ra, ví dụ như thế, người ta làm cho enzyme nào riêng rẽ enzyme đó, rồi người ta tiến hành phản ứng thứ nhất, người ta cho enzyme thứ nhất vào, rồi enzyme thứ hai thì có thể là cái quá trình mà chuyển hóa này nó không suôn sẻ, không như là cái quy luật tự nhiên là mục đích để tổng hợp axit béo này thì nó lại không ra cái sản phẩm cuối cùng mà đáng lẽ nhu cầu cơ thể mình cần. Các em hình dung được không? Đó, Vậy giống như nhưng quy luật đòi vậy đó, hiểu chưa? mà vậy là ví dụ là nó có 6 phản ứng thì tại phản ứng đầu tiên là một cái enzyme đầu tiên hoạt Đúng động, nhưng mà nó lại đem cả cái hệ thống đi hoạt rồi, động rồi đúng rồi. Thì là phản ứng đầu tiên thì nó diễn ra ở cái vị trí enzyme đầu tiên thôi, những cái xung quanh thì cũng ở đó, chừng nào tới lượt nó thì nó hoạt động, các em hình dung không? Nhưng mà mấy thằng kia phải gắn như vậy thì nó mới hoạt động được, hiểu gì đó. Thì trong cái bài xúc tác sinh học các em có cái phần mà các dạng đặc biệt của enzyme á, bài đó học chưa? dạ chưa Cái gì, bài xúc tác sinh học chưa học hả? à, Bởi bài bài đó tụi em sẽ thuyết trình bài số 2 rồi, đúng ừ đúng rồi đó. Vậy bài đó tụi thì em lát nữa học với cô xong mình lật ra ngay cái chỗ mà cô nhớ cái bài này ngày xưa cô soạn, rồi sau này là năm giao cho thầy Nghĩa giảng, là cô có vẫn còn giữ nguyên cái mục là các dạng đặc biệt của enzyme nha, dạng tiền, dạng hoạt động, dạng không hoạt động, dạng phức hợp multi enzyme và dạng độc phân nữa đó nha. Đó, được chưa? dạ dạ được Giống như quy định là loài người là phải có những cái cấu trúc này, cấu trúc này, loài thực vật có cấu trúc này, cấu trúc này, nó không giống nhau giữa các loài là gì đó. Nha. Có những cái là quy định tự nhiên người ta phát hiện như vậy, khác tự nhiên là nó không có hoàn chỉnh gì đó. Rồi, ok, tiếp nha. Rồi, giờ nắm tới đây được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chúng ta coi cái quá trình nối đó nó diễn ra như thế nào, được chưa? Giờ mình coi quá trình nối ha. Cái line này thì cô để hơi bị dư, nó là phản ứng tạo malonin từ acetin-CoA và gắn lên cái hệ thống enzyme thôi nha. Rồi, đây các em coi cái slide này. Các em mới nhìn qua thì các em thấy thật là rắc rối, thật là nhức đầu không? Rất là rắc rối. Nhưng bây giờ các em vừa tưởng tượng mà vừa nghe cô mô tả trên cái sơ đồ này ha. Thì đây là một lần nối nha các em. Đó, 6 phản ứng này là mới xảy ra một lần nối thôi đó. Là hai đoạn nối lại với nhau. Ở đây mình đang nói về quá trình tổng hợp axit béo no mặt trắng nha, theo thứ tự hồi nãy cô đã nói rồi. Thì ở đây chúng ta thấy cái acetin CoA được sử dụng trực tiếp ở lần nối đầu tiên. Hồi nãy các em có nhớ cô nói với các em là mặc dù nguyên liệu là acetin CoA nhưng mà đa phần các acetin CoA được chuyển hóa thành malonin CoA để tham gia vào chuỗi phản ứng. Có rất ít acetin CoA tham gia trực tiếp. Mà rất ít, ở đây cụ thể là chỉ có một acetin CoA tham gia trực tiếp vào lần nối đầu tiên thôi. Em hình dung được chưa? Vậy thì phản ứng số 1 ở đây là phản ứng chuyển hóa một cái acetin CoA thành một malonin CoA. Được chưa? Cái chỗ phản ứng phía trên mình quan sát sơ qua thông qua cái phản ứng carboxyl hóa hồi nãy cô phân tích đó. Rồi, phản ứng thứ hai là phản ứng mà đưa cái hai cái cơ chất là acetin CoA với cái malonin CoA lên cái hệ thống enzyme hồi nãy mình nói nè. Em hình dung chưa? Đó. Đó. Rồi gắn lên, vận chuyển lên để gắn lên. Rồi phản ứng thứ ba. Cô nói một cách dễ hiểu là hai cái đoạn này nó nối lại với nhau. Cái từ ở đây mình gọi là phản ứng ngưng tụ. Em hình dung được chưa? Đó, thì cô mặc dù nó trên cái hệ thống enzyme này hết, cùng ở vị trí cái và phản ứng số 3 này nè, enzyme thứ ba này nè. Nhưng mà trên sơ đồ thì cô đi từ hai hướng vào để cho các em hình dung đây là phản ứng nối kết hợp lại, được chưa? Thì cái acetin CoA bên đây là có hai carbon,
nó đang gắn lên enzyme thì mình gọi nó là phức hợp acetin của acetin enzyme, còn bên đây là malonin enzyme. Nếu mà vẽ một hình để cho các em dễ tưởng tượng trên cái enzyme này á, là cô vẽ này nè, acetin enzyme và phía bên đây là malonin nối vào đây luôn á, em tưởng tượng được không? Nhưng cô đang vẽ hai phía để các mình hình dung đây là phản ứng kết hợp nối lại, chứ thực ra nó là một cái hệ thống enzyme hồi nãy thôi, được chưa? Đó. Thì đồng thời với cái phản ứng nối, phản ứng ngưng tụ hai cái đoạn này lại với nhau thì nó xảy ra luôn cái phản ứng là khử nhóm carboxin. Khử là tách ra nha các em, tách ra một cái gốc carboxin, tách ra một C. Vậy thì bên đây 2C nối với bên đây 3C là ra cái đoạn 5C và khử bớt đi 1C luôn. Hình dung được chưa? Mặc dù một phản ứng màu thôi nhưng mà hai quá trình xảy ra luôn. Đó, vậy thì nó tạo ra cái đoạn còn lại là 4 carbon, chính là cái thằng acetoacetic. Nhưng mà ở đây nó đang gắn trên cái hệ thống enzyme thì nó là phức hợp acetoacetin enzyme. Được chưa? Còn từ phản ứng số 4 tới đoạn phản ứng số 6 là phản ứng biến đổi cái acetoacetic này thành cái axit béo đầu tiên cho cơ thể mình xài, đó chính là cái axit butyric. Bởi vì các em biết là trong cơ thể của mình axit béo là mạch thẳng ha, mạch thẳng. Được chưa? NADHH cộng được sử dụng ở phản ứng số 4 và phản ứng số 6. Mỗi một phản ứng sử dụng một NADHH cộng. Được chưa? Vậy thì một lần nối sẽ sử dụng 2 NADHH cộng. Quá trình nối ở đây là xong, hai đoạn nối lại với nhau. Nếu cơ thể mình cần axit béo có 4 carbon thôi thì quá trình tổng hợp đến đây là xong. À, cái phân tử này nó sẽ tách khỏi ra khỏi cái phức hợp enzyme này để nó được đưa đến nơi nó được sử dụng. Được chưa? Tuy nhiên, phần lớn các axit béo trong cơ thể của mình là mười mấy C nè. Như vậy thì nó tiếp tục nối nữa vào, đúng không? Đó, thì trên cái sơ đồ này cô mô tả tiếp cái lần nối thứ hai. Các em tưởng tượng nha. Rồi, lần nối thứ hai thì cái chỗ này chính là cái butyrin enzyme. Hình dung được chưa? Là cái đoạn có 4C ở dưới này nè, nó tiếp tục nối lần thứ hai. Rồi, phía bên đây cũng là một acetin-CoA nữa, được biến đổi thành malonin-CoA, gắn lên enzyme. Rồi, hai đoạn này nối lại với nhau. 4C với 3C là 7C, khử bớt 1C còn lại là 6C, rồi tiếp tục biến đổi thành cái axit béo 6C. Rồi tiếp tục thế vào đây, nối lần thứ 3 vào ra 8C, nối lần thứ 4 vào ra 10C vân vân. Đó, thì quá trình tổng hợp axit béo nào mà chẳng nó diễn ra như vậy đó, các em hình dung được không? Hả? Dạ được. Ok ha, đó, vì cơ bản em hiểu được cái lần nối đầu tiên nó diễn ra như vậy. Thì lần thứ hai nó chỉ khác là ở chỗ acetin này là cái đoạn sản phẩm của cái lần nối thứ nhất là 4C nối vào. Đó, lần kế tiếp thì là nối tiếp vào, được chưa? Như thì để tổng hợp axit béo có bao nhiêu C thì các em tính toán được là cần bao nhiêu acetin CoA không? Ví dụ tổng hợp axit béo 14C thì cần mấy acetin CoA? Mình trả lời là 7 acetin CoA. Nhưng mà trong đó có phải 7 acetin-CoA sử dụng trực tiếp vào các lần nối hết không? Được không? Không, chỉ có một acetin thôi ha. Còn các acetin còn lại, cụ thể là 6, thì nó sẽ được biến đổi thành 6 cái malonin-CoA và tham gia trực tiếp vào đây. Được chưa? Đó là axit béo no mạch chẵn. Rồi bây giờ axit béo no mạch lẻ thì diễn ra làm sao? À, tương tự như thoái hóa, chúng ta cũng nói là gì? Tổng hợp axit béo no mạch lẻ xảy ra tương tự, chỉ khác ở một điểm. Đó là ở cái lần nối đầu tiên. Đấy. Ở lần nối đầu tiên thì cái chỗ acetin CoA chỗ này sẽ được thay thế là cái thằng robinin CoA. Em tưởng tượng ha. Thì robinin CoA có 3 carbon. Đấy, thì bên đây vẫn là cái acetin CoA biến đổi thành malonin CoA ha. Đó, như thì robinin CoA 3C, malonin CoA 3C, nối lại là 6C đúng không? Rồi khử bớt 1C còn lại là 5C. Rồi tiếp tục cái đoạn 5C đó nối tiếp với malonin CoA 8C khử bớt 1 ra 7 vân vân và vân vân. Được chưa? Đó là axit béo no mạch lẻ. Như vậy thì về mặt nguyên liệu tổng hợp axit béo no mạch lẻ tương tự như nguyên liệu để tổng hợp axit béo no mạch chẵn, chỉ khác là chỉ cần thêm cái phân tử gì các em? Ngoài acetin CoA, ngoài NADPHH cộng, ngoài các hệ thống enzyme này kia thì cần phải có thêm cái phân tử gì? 3C robinin CoA. Robinin CoA. Đúng rồi, đó, thì các em nắm thoái hóa rồi thì cái phần tổng hợp chúng ta nắm nó cũng dễ, được chưa? Đó, thì đó là đối với cái hệ thống axit béo no. À, và các em tính được còn bao nhiêu NADPHH cộng được sử dụng được không? Gấp đôi.
gấp sao gấp đôi, Đúng, gấp cạnh cái tranh gì bằng. cũng bằng nha. À, số lượng NaDHH cộng thì em cứ thấy là một lần nối là sử dụng là hai phân tử này đúng không? Vậy thì axit béo có bao nhiêu C thì trải qua mấy lần nối thì em cứ thế em nhân lên được chưa? Đó, axit béo 14C thì cần 7 acetin CoA nè. À, trong đó có một acetin CoA trực tiếp và 6 đôi biến đổi thành 6 malonin CoA và mấy lần nối? 7 đoạn acetin Ừ. CoA. Coi như là một acetin CoA với 6 malonin CoA đi thì trải qua mấy lần nối? Sáu lần nói. Đúng rồi, 6 lần nối, như vậy thì mỗi lần hai phân tử cứ thế nhân hai lên ha. Đó. Thì trong tài liệu cô ví dụ là axit béo 16C đó thì cái phương trình tổng quát bao nhiêu gì? 8 acetin CoA đâu có, một acetin CoA cộng với 7 malonin CoA cộng với 14 NaDBHH cộng rồi cộng mấy CO2 vân vân đó ha. Đó, thì đó là cái ví dụ được chưa? Rồi đây cái phương trình tổng quát này trong tài liệu có, cô lướt qua cái line này nha. Rồi bây giờ tôi qua tới axit béo không bão hòa. Đó thì nó cũng đơn giản, mình nói với nhau thì rất là đơn giản nhưng mà trong cơ thể diễn ra là nó phức tạp hơn nha. Chủ yếu cái này nó diễn ra ở trong ti thể với cái macrosome nữa là chủ yếu đó. Thì nguyên tắc ở đây là gì? Muốn sử dụng, xin lỗi, muốn tổng hợp axit béo không bão hòa có bao nhiêu C thì cơ thể mình sẽ sử dụng trực tiếp từ cái axit béo bão hòa tương ứng có bấy 10C, 10C, bấy nhiêu C. Được chưa? Bạn nào có muốn nghe tới nghe lui á, thì các bạn có thể mở cái trình duyệt là mình ghi âm, ghi ghi hình âm, ghi hình hợp lại cũng được đó. Nãy giờ có ai mở chưa? Em chưa mở thì cô sẽ mở, cô ghi rồi nó sẽ tự động gửi cho toàn bộ các em nhé. Hình như không, cô không có thể ghi được. Bạn nào là người tạo cuộc họp này bạn đó mới ghi được đó. Bạn nào tạo đó. Rồi ghi đi nha. Rồi, nói về axit béo không bão hòa. Đó, thì cô mới vừa nói xong ha. Vậy thì bây giờ ví dụ tạo axit béo không bão hòa có 16C có một nối đôi đi. Đó, vậy thì cơ thể mình sẽ sử dụng trực tiếp là axit béo bão hòa tương ứng với 16C chính là cái axit pin băng nhớ được chưa? Đó. Vậy thì từ cái axit mà toàn là nối đơn cho ra nối đôi thì mình hiểu dễ hiểu là có phải là cái vị trí nào mà cần tạo nối đôi thì tại vị trí đó ở trên cái axit béo bão hòa đó là hai cái hydro ở hai cái C kế bên bên nhau đó, nó bị tách ra không? Đúng không em? Nó bị tách ra. Đó. Nhưng mà enzyme xúc tác cho cái phản ứng này không phải là enzyme dehydrogenase các em, không phải. Bởi vì cái hydro đó được tách ra nếu mà được NADHH cộng nhận á, là khả năng nó có thể là đưa tới chuỗi tế bào là sinh ra năng lượng đó. Nhưng mà ở đây quá trình tổng hợp thì không bao giờ sinh ra được năng lượng đâu. Đấy. Mà NADHH cộng được sử dụng như là cái chất cung cấp chất khử. Đó, như vậy thì cái hydro mà tách từ cái axit palmitic này ra sẽ kết hợp với cái hydro mà do NADHH cộng cung cấp vào nè. Với oxy là một cái chất nhận điện tử cuối cùng để sinh ra cái sản phẩm là nước. Em hình dung được không? Đó, và enzyme xúc tác ở đây là oxygenase chứ không phải là enzyme dehydrogenase, enzyme oxy hóa chứ không phải là enzyme khử. Được chưa? Đấy. Vậy thì cái nối đôi đó tạo ở vị trí nào trên cái mạch C của axit béo? Vậy thì nó có quy luật chứ không phải là tạo ra ở vị trí nào cũng được. Đó, thì quy luật nó sẽ bao gồm các quy luật sau đây. Chính vì cái quy luật này mà cơ thể mình chỉ tổng hợp được một số ít axit béo có nối đôi thôi chứ không phải tổng hợp được tất cả các axit béo nối đôi cho nhu cầu của cơ thể. Rồi. Thì cái quy luật đầu tiên các em nắm nè, liên kết đôi đầu tiên luôn luôn tạo ra ở vị trí carbon C9. Đây, cô ví dụ đây là C1. Vân 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 tới C9, phía phía này là vẫn còn nhiều C nữa ha, trên lại cô viết tóm tắt như thế này. Đó là quy luật đầu tiên. Rồi quy luật thứ hai, đó là cái nếu mà tạo ra nhiều axit béo có nhiều nối đôi thì các nối đôi tiếp theo nó sẽ nằm giữa C9 và C1 ở đây. Đấy, ví dụ ở đây là cô viết tiếp tiếp ở đây là C8 đúng không? C8 nó không ấy rồi.
Đó. Vậy thì nó đôi nó sẽ nằm ở đây. Đó, nó đôi nó không, xin lỗi, nó đôi nó nằm ở phía C9 với C10. Xin lỗi. Nó nằm ở giữa C9 với C10 mới đúng. Tại vì đi từ cái hướng nhóm carboxin đi qua mà, đúng không? Đấy, vậy thì nó nằm giữa C9 và C10. Đấy, nối đôi nó nằm ở đây. Vậy thì các nối đôi tiếp theo nó sẽ nằm ở cái đoạn này. Nằm trong cái đoạn này. Và quy luật thứ ba là cắt đều 3C. Như vậy thì từ cái đoạn C9 tới C1 ở đây, C1 tới C9 ở đây sẽ chỉ tạo tối đa thêm được hai nối đôi nữa thôi. Được chưa? Cắt đều 3C mà thì ngay vị trí C 6 C7 nè, C3 C4, đúng chưa? Đấy, nó tạo thêm được hai cái nối đôi nữa thôi, cộng với một cái nối đôi ở đây là 3. Thì theo cái quy luật này á, những axit béo từ có từ 4 nối đôi trở lên. Đó, thì đó là những axit béo thuộc cái họ omega 3 và omega 6. Mà ở trong bài hóa học lipid mình đã nói rồi đó, vai trò của nó rất là quan trọng đối với cái quá trình hình thành bào thai, hệ thần kinh ở bào thai, các em còn nhớ không? Đó. Vậy thì những axit béo đó cơ thể mình không thể tổng hợp được do cái quy luật này. Sự tổng hợp axit béo trong cơ thể mình đối với axit béo không no là nó tuân theo quy luật này. Cho nên là hai họ omega 3 và omega 6 cơ thể mình không tổng hợp được. Ở một số loài khác thì động vật khác, một số ít loài động vật khác và ở thực vật thì tổng hợp được, đúng không? Ví dụ như là ở cá hồi nè, ở cây trái trái gì, trái ô liu, dầu này dầu kia ở thực vật đó thì lại tổng hợp được những cái họ omega 3 và omega 6 ha. Đó, thì đó là cái quá trình tổng hợp axit béo không bão hòa. Được chưa? Còn tổng hợp axit béo không bão hòa có số lượng carbon lẻ thì cũng tương tự sử dụng trực tiếp từ cái axit béo no có số lượng carbon lẻ như vậy, và quy luật nối đôi nó sẽ tuân theo quy luật này. Nhưng được chưa? Rồi các axit béo bão hòa đó được sử dụng ở đâu qua đây để tổng hợp? Thì nó có thể là do thức ăn mình ăn vào hoặc là do thủy phân các loại lipid mà có chứa axit béo đó, bão hòa đó, thì cơ thể mình cần thì nó sẽ được huy động qua đây để sử dụng tổng hợp axit béo không no ở đây. Còn không thì những axit béo bão hòa đó được cơ thể mình tự tổng hợp đó, mà tự tổng hợp như thế nào thì ở cái phần trước mình mới vừa nói, được chưa? Đó, đó là toàn bộ cái quá trình tổng hợp các axit béo trong cơ thể của mình. Vậy thì nói một cách tổng quát, cơ thể mình tổng hợp được axit béo không bão hòa không thì nói chung chung là có. Còn mình nói là cơ thể mình tổng hợp được tất cả các axit béo không bão hòa thì cái câu này là đúng hay sai các em? Đúng không? Sai. Đúng rồi, ha. Nói chung chung là tổng hợp được axit béo không bão hòa và cả bão hòa luôn thì là đúng. Còn nói là tất cả axit béo bão hòa là sai. Bởi vì mình chỉ tổng hợp được omega 7 và omega 8 là omega 9 thôi, ha. Còn họ omega 3 và 6 là cơ thể mình hoàn toàn không tổng hợp được ha, rồi hỏi cung cấp từ thức ăn thức uống, đặc biệt ở những cái đối tượng đặc biệt ở phần hóa học mình nói rồi đó. Rồi một phần nữa mình nói về cái điều hòa tổng hợp. Cái slide này là giới thiệu lại cho các em một số những axit béo thuộc họ omega 3 và omega 6 thôi ha, phần hóa học mình nói rồi mình lướt qua nha. Phần điều hòa tổng hợp này, cái cô sẽ giao cái phần bài tập cho các em. Cái phần này nó cũng khá đơn giản nhưng mà để hiểu là các em phải kết hợp môn sinh lý vô đây để các em hiểu đó nha. Đó là mình nói về hai cái hệ thống các yếu tố điều hòa tổng hợp axit béo. Điều hòa thì gồm có hai hệ thống phải không? Một hệ thống làm tăng quá trình tổng hợp và một hệ thống kìm hãm quá trình tổng hợp. Vậy thì cơ thể mình cân bằng điều hòa, không có rối loạn chuyển hóa lipid cũng như là một số chất khác có liên quan đến lipid đó, thì khi cần các yếu tố làm tăng tổng hợp nó sẽ được thúc đẩy để đáp ứng nhu cầu cơ thể mà, đúng không? Còn khi cơ thể những cái axit béo này kia đã đủ hoặc là dư đối với nhu cầu cơ thể đó thì nó sẽ các yếu tố mà làm tăng tổng hợp á, nó sẽ được bị kìm hãm, các yếu tố kìm hãm nó sẽ được thúc đẩy. Đây thì nó có phụ thuộc vào chế độ ăn nè, nó có phụ thuộc vào sự chuyển hóa cái lipid nè. Đó thì qua tới chuyển hóa lipid ở chỗ nào? Thí dụ như là nguyên liệu là acetin CoA là các em thấy rồi. Ví dụ như chúng ta ăn nhiều quá lipid đi, thì ăn nhiều lipid thì lipid có khả năng thoái hóa thành acetin CoA không? Thì những acetin CoA đó có thể được sử dụng qua đây để tổng hợp axit béo không? Có khả năng có chứ, ha. Hoặc là nhiều lipid thì lipid nó được thoái hóa theo con đường HDP, HMB. Đấy, thì đặc biệt là con đường HMB nó sẽ cung cấp các NADPH cộng để tham gia vào tổng hợp axit béo.
Đó, nó tham gia phản ứng số 4 và phản ứng số 6 trong chuỗi 6 phản ứng hồi nãy mình thấy đó. Đó, đủ nguyên liệu, đủ điều kiện là nó sẽ tăng thúc đẩy, ví dụ đấy ha. Và một số hormone điều hòa đường huyết, ví dụ như hormone insulin, hormone glucagon. Đó, thì những hormone nào mà làm tăng sử dụng gluco trong tế bào thì khả năng nó sẽ làm tăng tổng hợp axit béo. Và ngược lại. Đó, T3, T4, TSH hay là hormone của tuyến yên cũng vậy, làm tăng sử dụng gluco là sẽ tăng tổng hợp. Còn nó làm giảm sử dụng gluco là nó sẽ làm tăng quá trình thoái hóa đó. Rõ ràng các em thấy điều đó mà. Đó, thì trong cái phần acetone trong trên giảng đường cô đã nói với các em rồi, đúng không? Gluco không vào được trong tế bào thì tế bào bị đói gluco, đúng không? Thì tế bào sẽ báo tín hiệu cho cơ thể là phải huy động từ các nguồn khác, không phải là đường gluco, để bù vào để cho tế bào sử dụng. Thì cái nguồn tiếp theo sẽ là cái nguồn mà là gì? Lipid. Đó, thì khi đó lipid dự trữ sẽ được huy động ra để cho cơ thể xài. Hay nói một cách khác cụ thể đó là triglyceride ở mô mỡ sẽ bị thủy phân cho ga glycerol với axit béo, và glycerol axit béo thoái hóa cho ga năng lượng để tế bào sử dụng. Được chưa? Thì phần này các em làm một cái bài tập nhỏ nha. Rồi, qua cái phần kế tiếp liên quan đến axit béo là chúng ta nói về tổng hợp tri và phospholipid. Tương tự như phần thoái hóa thì cái phần tổng hợp tri phospholipid mình nói cũng rất là đơn giản. Trên cơ sở các em nắm được tổng hợp axit béo rồi. Rồi giờ đầu tiên mình nói về tri nguyên liệu đi, nguyên liệu trực tiếp. Thì đối với triglyceride nguyên liệu trực tiếp sẽ còn là glycerol với axit béo, đúng không? Cấu tạo của nó hồi nãy trong cái phần thoái hóa cô có chiếu qua các em thấy đó. Rồi phospholipid thì cũng cần nguyên liệu trực tiếp, đó là glycerol với axit béo. Ngoài ra còn có axit folic hay nói cách khác là ion phosphat, và các hợp chất có chứa nitơ là choline hoặc là enolamin. Rồi yếu tố thứ hai kế tiếp các em nắm đó là các nguyên liệu này được từ đâu huy động qua đây để được sử dụng cho tổng hợp hai cái chất này. Về glycerol thì có thể là từ sự thủy phân các lipid khác có chứa glycerol, cụ thể là triglyceride và phospholipid, được không? Rồi, có thể là từ cái chuyển hóa glucid. Đó, cũng liên quan tới chuyển hóa glucid nữa. Đấy, thì các em đọc trong tài liệu có, nếu mà trong tài liệu các thầy cô giảng lược rồi thì trong tài liệu của Đại học Y Hà Nội có đầy đủ hết. Nha. Đó là một số sự thoái hóa khác của các glucid, thì trong đó có sự tạo thành các polyancon. Polyancon ha. Thì glycerol nó có 3 gốc OH thì nó cũng thuộc vào cái nhóm polyancon, được chưa? Đó, thì nó được đưa qua đây sử dụng để tổng hợp tri, tổng hợp phospholipid ha. Rồi về nguồn axit béo, đấy, thì cũng tương tự như vậy, từ thức ăn mình ăn vào, thủy phân các lipid khác mà có chứa nó, hoặc là do cơ thể mình tự tổng hợp. Mà tổng hợp như thế nào thì hồi phần trước mình đã nói xong rồi. Được chưa? Rồi còn phospholipid thì còn có thêm phospho. Đấy, thì từ thức ăn đưa vào là các chất dinh dưỡng có chứa phospho, hoặc là từ sự thủy phân các lipid mà có chứa gốc phosphat thì nó có thể cũng được đưa qua đây để sử dụng. Còn đối với các bazơ nitơ là các choline hoặc là ethanolamin thì từ thức ăn đưa vào ha, hoặc là thậm chí là từ thủy phân các phospholipid cũ được đưa qua đây để sử dụng các phospholipid mới. Và đương nhiên các sản phẩm này các nguyên liệu này cũng phải được là hoạt hóa trước khi tham gia vào cái quá trình tổng hợp tri hay phospholipid. Đấy, thì ở đây các em thấy là glycerol sẽ được hoạt hóa thành dạng là glycerol phosphat, axit béo được hoạt hóa là được gọi tên chung là acin CoA nè. Đấy, phần thoái hóa có nói với các em là tổng hợp. Rồi các bazơ nitơ là choline hoặc ethanolamin nó sẽ được hoạt hóa với cái acid nucleic đặc biệt nè. Đó, thì trong cái bài acid nucleic chúng ta có nói về một số vai trò của acid nucleic đặc biệt đó, thì trong đó nó có sự hoạt hóa các cơ chất đó. Rồi bây giờ mình sẽ nói về hai hoặc là bốn cái nguyên liệu đó nó sẽ kết hợp lại với nhau như thế nào. Thì ở đây trong cơ thể của mình nó diễn ra phức tạp. Đối với triglyceride thì diễn ra rất là mạnh mẽ ở mô mỡ để dự trữ lipid mà, đúng không? Còn đối với phospholipid thì diễn ra rất là mạnh mẽ ở mô gan. Và thực tế chúng ta xem như phospholipid dường như là chỉ được tổng hợp ở gan thôi ha, còn ở một số nơi khác cực kỳ ít lắm, chủ yếu là ở gan. Vậy thì ở đây cái sơ đồ này thì minh họa một cách cụ thể cho các em hình dung là quá trình tổng hợp nó rất là đơn giản, đúng không? Nguyên liệu là glycerol với axit béo, thì theo nguyên tắc hóa học các em thấy rồi, rượu với axit béo este hóa lại với nhau cho ra este, đúng không? Triglyceride thực ra nó là một loại este đấy đó. Và đương nhiên em phải nắm nguyên tắc ở đây là este hóa lần lượt, chứ không phải là một lần một là
ba axit béo cộng với cái glycerol ra cái vèo ra triglycerid, hình dung được chưa? Đấy, thì ở đây glycerol được hoạt hóa này ha, rồi sau đó nó ester hóa một lần với axit béo cho ra diglycerid mono, rồi sau đó ester hóa một lần nữa cho ra diglycerid, rồi ester hóa thêm một lần nữa cho ra triglycerid. Đó, em nắm nguyên tắc chung ở chỗ này thôi, tới đây thì dễ rồi ha. Đó. Rồi tương tự như vậy đối với phospholipid thì quay lại cái line này, tôi chỉ cái hình ở dưới này nha. Thì đối với phospholipid thì nó có y chang như thế này, nó chỉ khác ở cái OH phía dưới này thôi. OH phía dưới này là cái gốc phosphat nằm ở đây và cái choline hoặc ethanolamin nối phía ngoài này nha. Đấy, nếu mà chưa quan sát tới cái phần này thì cái phần trên này của phospholipid, cái này mình gọi là diglycerid đúng không? Đấy, như thì để dễ hiểu cái quá trình tổng hợp phospholipid thì nó sẽ gồm hai hướng nè. Một hướng là glycerol tạo thành diglycerid trước, còn một hướng bên đây là cái choline hoặc ethanolamin kết hợp với cái ion phosphat, rồi sau đó hai mảnh này nó sẽ ghép lại với nhau. Mình hiểu nguyên tắc chung một cách đơn giản như thế thôi, được chưa? Đây thì cái sơ đồ này cho các em nhìn thấy nè. Đây ví dụ cái ít đó là thằng choline đi. Đấy, nó gắn với ion phosphat nè, tạo ra phosphocholine nè. Đấy, rồi sau đó nó được hoạt hóa nè. Đó. Rồi ở đây, cái hướng này là một hướng tóm tắt nha. Đó là glycerol nè, ester hóa hai lần cho ra diglycerid, rồi sau đó hai mảnh này ghép lại để tạo ra cái phân tử phospholipid hoàn chỉnh, phosphatidylcholine. Ví dụ ở đây nó chính là cái thằng lecithin. Các loại phospholipid khác nó cũng tương tự như vậy. Hình dung được chưa? Đó, thì đó là cái nguyên tắc chung về tổng hợp phospholipid và triglycerid cho các em hiểu một cách tổng quát như thế. Đối với cái phần này thì quan trọng nhất là các em sẽ nắm là tổng hợp triglycerid diễn ra mạnh mẽ ở đâu, nguyên liệu là cái gì, các nguyên liệu đó từ đâu cung cấp tới, ví dụ đây. Còn phospholipid cũng tương tự như vậy, và điều đặc biệt là phospholipid các em nắm là tổng hợp ở gan nha. Đó, rất quan trọng vai trò của nó ha. Rồi đó là chúng ta đã trao đổi xong cái phần mà tổng hợp axit béo, tổng hợp tri, tổng hợp phospholipid, ba cái nhóm này nó có liên quan chặt chẽ với nhau. Rồi bây giờ mình qua một cái phần chuyển hóa cuối cùng, đó là chúng ta nói về chuyển hóa cholesterol. Trên slide này tôi tách riêng cholesterol ra và nói về chuyển hóa của nó bao gồm hai mặt, đó là mặt thoái hóa và mặt tổng hợp. Bởi vì cái sự chuyển hóa của nó rất là đặc biệt là ở cái phần thoái hóa. Nó không giống như phospholipid, tri hay axit béo, ít nhiều gì cũng cho ra năng lượng cho cơ thể mình xài. Thì đối với chuyển hóa cholesterol nó không có giống như thế. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi luôn vào nói về tổng hợp cholesterol. Còn cholesterol là cái gì? Trong cơ thể của mình nó nguồn cung cấp nó từ thức ăn, từ cơ thể, từ tổng hợp thì chút nữa mình nói tới. Rồi cấu trúc của nó thì trong phần hóa học mình nói rồi nha. Và tác hại của cholesterol, nếu mà nó nồng độ của nó tăng lên trong cơ thể thì ít nhiều gì các em cũng đã nghe nói tới, hoặc là các em đọc một số sách, một số tài liệu đã nhắc tới rồi, đúng không? Đấy, thì thực tế chúng ta nhắc đến cholesterol rất là nhiều trong trường hợp nó gây tác động xấu, gây bệnh nọ bệnh kia đối với cơ thể. Nhưng các em nhớ một điều rằng một chất nào đó mà có xuất hiện trong cơ thể của mình do tạo hóa quy định nó có mặt, đấy, thì ít nhiều gì nó cũng có vai trò. Đó, quan trọng là cái vai trò đó kiến thức khoa học của mình đã biết chưa, đã nghiên cứu ra nó chưa, hay là nó vẫn còn là một ẩn số. Đấy, thì cholesterol là một trong số đó ha. Rồi bây giờ mình đi vào cái mặt tổng hợp cholesterol. Thì nơi nào sẽ là trong cơ thể của mình sẽ tổng hợp cholesterol mạnh mẽ? Thì em thấy mô nào mà có chứa nhiều cholesterol là nơi đó sẽ tổng hợp cholesterol mạnh mẽ. Đương nhiên mạnh mẽ nhất vẫn là ở gan. Gan là một cái nhà máy sản xuất của cơ thể đó. Rồi kế đó là các cơ quan khác, ví dụ như là ruột, hoặc là da, hoặc là ở các tuyến, ví dụ như tuyến thượng thận, tuyến sinh dục, đó, là một số mô tổng hợp cholesterol rất là mạnh mẽ ha. Alo, mình còn nghe nói không? Dạ còn rồi. Cô sợ là cái máy tính của cô nó có vấn đề gì đó, nó hôm trước bị tự động ngắt cái video, cô nói cả buổi trời cô thu âm tới tối luôn, làm tới làm lui 2-3 lượt, cuối cùng không có được gì chưa, hình không, không thấy âm thanh. Rồi đó, rồi thứ hai các em nắm đó là cái nguyên liệu để tổng hợp cholesterol.
đó cũng là acetin qua nữa đó, cho nên là nhắc đến acetin qua rất là nhiều. Vậy thì từ acetin CoA mà có hai carbon thôi để tổng hợp nên cái cholesterol là tới 27 carbon. Đây các em nhìn cái hình phía dưới nhỏ này, đây chính là cấu trúc của cholesterol, và cô phải bự lên cho các em coi nha. Đấy cái chỗ phía cuối màn hình đó, bên phải đó, cholesterol có mạch vòng, có nhóm OH, có 27 carbon. Như vậy thì các em thấy là đầu tiên mình hiểu, có thể hiểu đơn giản là để tổng hợp cholesterol từ acetin-CoA có 2C thì có phải là nối các acetin-CoA lại với nhau không? Đương nhiên quá trình nối nó sẽ hoàn toàn khác so với axit béo hồi nãy nha. Đấy, như vậy thì từ 2C mà ra tới hai mươi mấy ba chục C của cholesterol đó, là nó trải qua tới mấy chục phản ứng rồi. Thì chưa gói gọn trong bài này, yêu cầu các em nắm một cách tóm tắt bốn giai đoạn cơ bản của quá trình tổng hợp cholesterol từ acetin-CoA thôi nha. Còn chi tiết mấy chục phản ứng cũng không yêu cầu các em nắm, nắm là chắc rối luôn. Mà đối với mình là dân học ứng dụng thì mình nắm cơ chế chung, nắm kết quả cuối cùng. À, còn chi tiết từng cái nếu mà bạn nào muốn nghiên cứu sâu thì chúng ta nghiên cứu. Được chưa? Học điều chế, học bình dược đó là học rất là kỹ mấy cái này. Rồi như vậy thì ở giai đoạn 1 thì các em nắm một cách tổng quát, đó chính là ba cái đoạn acetin CoA nó nối lại với nhau. Ba đoạn. Thì ở đây là tóm tắt cho nên là các em thấy một cái đoạn hai acetin CoA nó đã nối lại với nhau thành aceto acetin CoA rồi nè. Đoạn này là 4C nhá. Đây là tóm tắt. Đó, hai đoạn nối với nhau, rồi sau đó nối tiếp một đoạn nữa. Ở đây em thấy cho ra cái phân tử mevalonate có 6C. Nếu mà em đọc một số sách để chỗ này là cái mevalonic thì cũng là nó luôn ha. Ở đây viết dưới dạng ion, còn bên kia là viết dưới dạng là cái axit ha. Đó cũng chính là nó luôn. Đó là giai đoạn 1. Giai đoạn 2 là giai đoạn biến đổi cái mevalonate này thành cái isoprene. Các em còn nhớ cấu trúc của isoprene không? Nó gồm một cái mặt thẳng là 4C, một cái nhánh C, quên cô không để cái hình nó vô đây cho em thấy. Đó. Đây cái phần mà tô khoanh màu hồng ở đây chính là isoprene nè, một phân tử isoprene đó. Để cô zoom hình bự lên cho các em thấy. Đây, đây có luôn nè. Đó. Cái mặt chính của nó gồm có 4C, 1 2 3 4, cái phần mà khoanh màu hồng ở đó đó nha các em. Ngay chỗ isoprene là phải đó, một cái nhánh C H3 làm nhánh nè. Đó em thấy nó có hai cái nối đôi đầu mạch đó, được chưa? Ở đây nó đang được hoạt hóa cho nên là em thấy ở cái CH2 ngoài cùng giáp với cái gốc phốt phát đó, nó đã được đưa ra để tạo liên kết với cái gông phốt phát rồi đó. Đây là isoprene hoạt hóa, được chưa? Nó đang được hoạt hóa thôi chứ thực chất nó là isoprene, được chưa? Đó rồi. Giai đoạn 3 là giai đoạn mà trùng ngưng, trùng hợp, hay nói một cách dễ hiểu là các isoprene này nó nối lại với nhau, mà các ở đây cụ thể là 6 cái phân tử isoprene. Đó, nó được kết hợp lại với nhau, nối lại với nhau để tạo thành cái mạch dài của cái phân tử squalene có 30C. Đó. 30C các em ha. Cái đó là hình vẽ trong không gian nha các em. Đó, thì các em thấy như vậy. Rồi giai đoạn cuối cùng là giai đoạn oxy hóa khử, rồi đóng vòng, rồi hydroxyl hóa để tạo ra cholesterol. Đấy, em nhớ thấy một cái điều đặc biệt là nó có nhóm OH, một nhóm OH. Đấy, như vậy thì về mặt phân loại hợp chất hữu cơ, cholesterol là một loại rượu. Đó, thì trong phần hóa học có nói rồi, em thấy nhớ. Rượu mạch vòng, tên chung của cái nhóm rượu mạch vòng, tên hóa học của nó là sterol. Được chưa? Đó, thì đó là tóm tắt bốn cái giai đoạn mà tổng hợp cholesterol trong cơ thể của mình. Vậy thì cholesterol do thức ăn mình ăn vào hoặc là do cơ thể mình tổng hợp như thế này, tồn tại dưới dạng trạng thái là cholesterol tự do với một tỷ lệ ít thôi, khoảng 30%. Như vậy thì khoảng 70% nó biến đổi thành cái dạng kết hợp. Vậy thì ở đây nó kết hợp với cái gì các em, theo các em? Este luôn. Đúng rồi nha. Đó, em thấy nó về phân loại nó là một rượu, nó không ở trạng thái tự do thì nó trạng thái kết hợp. Mà rượu ở trạng thái kết hợp thì chỉ có một khả năng phổ biến nhất, đó là cái nhóm OH này kết hợp với một cái axit hữu cơ đó để cho ra ete từ đó. Rồi giờ chúng ta sẽ nói về quá trình tạo ete, cholesterol ete.
Thì cholesterol este trong cơ thể của mình cơ bản được tổng hợp ở hai chỗ. Một chỗ là ở gan. Gan là chủ yếu nha. Ở đây có các em thấy cô để là ở ruột, có thượng thận nữa nhưng mà rất ít. Chủ yếu là ở gan nha. Thì ở đây em thấy cholesterol nè, nó sẽ este hóa trực tiếp với axit béo cho ra cholesterol este. Ở đây axit béo đã được hoạt hóa rồi cho nên tên chung chung của nó là mình gọi là axin CoA nè các em ha. Đó, mặc dù các em nghe cô nói là axit béo nhưng mà ở đây không có thấy chỗ nào để là axit béo hết, nhưng mà nó chính là cái axin CoA đây nè, axit béo hoạt hóa rồi nha. Thì bản chất của cái phản ứng này chính là cái phản ứng là gì, chuyển cái gốc axin từ axin CoA qua cho cholesterol, nên enzyme của nó là gì, axin CoA cholesterol axin transferase, viết tắt là ACAT. Lát enzyme thứ hai mình là LCAT đó, chuyển gốc axin từ axin CoA qua cho cholesterol, cho gà cholesterol este. Rồi nơi thứ hai là ở trong ngay trong hệ tuần hoàn của mình, ở trong huyết tương, thì cholesterol nó sẽ được nhận một gốc axit béo từ cái thằng lecithin chuyển qua. Lecithin là một loại phospholipid phổ biến ở trong huyết tương của mình. Cấu trúc của nó ở phần hồi nãy nói về tổng hợp phospholipid, các em còn em nắm không nè, đây cái hình này đi, đây là cô mô tả các em hình dung ha. Lecithin thì cái chỗ này sẽ là gốc phốt phát với colin nó gắn ở đây nè. Đó, còn phía trên này là hai gốc axit béo không đó, vậy thì một gốc axit béo ở đây nó sẽ được chuyển qua cho cholesterol, em hình dung ha. Đó, vậy thì bản chất phản ứng ở đây sẽ là vận chuyển gốc axin từ lecithin qua cho cholesterol, vậy thì enzyme sẽ là gì, lecithin cholesterol axin transferase LCAT, còn cái enzyme nó xúc tác ở gan thì là ACAT, từ acetin qua, còn này là từ lecithin, được chưa? Vậy thì ở hai nơi này nơi nào chiếm tỷ lệ nhiều hơn, tạo cholesterol este nhiều hơn? Lớp Ở S gan. ở gan ha, trong huyết tương ít. Vì về mặt lâm sàng á, chúng ta xem cái lượng cholesterol este tạo ra ở trong huyết tương bằng không. Vậy thì gần như toàn bộ cholesterol este trong cơ thể của mình sẽ được tạo ra ở gan. Vậy thì khi một bệnh nhân mà có bệnh lý nào đó mà gây suy giảm chức năng gan, vậy thì cái tỷ lệ cholesterol este trên cholesterol toàn phần tăng hay giảm các em? Đó, bình thường Cũng cholesterol giảm. trên cholesterol toàn phần nó khoảng 70% đúng không? Đấy, như vậy thì khi chức năng gan giảm thì tỷ số này nó sẽ giảm. Bởi vì chúng ta xem dường như là cholesterol este được tổng hợp ở gan thôi. Vậy thì cái cholesterol este nó bị ảnh hưởng mạnh hơn so với cái cholesterol chung toàn cơ thể đúng không? Vậy thì cái tỷ số nó sẽ giảm. Trước đây các xét nghiệm để đánh giá chức năng gan chưa có nhiều, chưa có tiện ích như bây giờ. Tỷ số này vẫn được sử dụng để đánh giá chức năng gan nha. Nhưng mà bây giờ không ai xài tỷ số này nữa, bởi vì muốn xài tỷ số này thì chúng ta phải định lượng cholesterol este nè, rồi định lượng cholesterol toàn phần, rồi sau đó mới tính nữa. Nên bây giờ không có xài nữa. Nhưng mà trong bài học bệnh học hay là triệu chứng điều trị sau này các em học ở nội khoa đó, khi nói về những bệnh lý gây suy giảm chức năng gan thì cô nghĩ là vẫn có nhắc tới cái tỷ số này ở cái phần cận lâm sàng sử dụng để đánh giá đó, để chẩn đoán đó, vẫn còn. Lúc trước cô học thì vẫn còn có nhắc tới cái tỷ số này, thì không biết sau này các em học thì sách mới tài liệu mới có bỏ luôn cái tỷ số này hay không, nhưng mà ở đây cô vẫn nói để các em biết lý do vì sao tỷ số đó giảm, được chưa? Nha, mình phải hiểu cơ chế của nó. Ok. Nếu như mà nó không được tạo ra nhiều nữa thì có ảnh hưởng gì tới mình cô cholesterol này á? Tại À, em nghĩ là nếu mà nó không được tạo ở gan thì nó sẽ bị đẩy qua nhiều ở bên huyết tương, nhưng mà nếu mà nó không như vậy luôn thì nó giảm vậy có ảnh hưởng gì tới mình không? cái tỷ số này á được sử dụng để đánh giá chức năng gan, còn nó giảm, đương nhiên khi mà nó giảm là nó thể hiện cái chức năng gan bị suy giảm. Mình đang nói ứng dụng của cái tỷ số này trong cái việc mà mình đánh giá chức năng gan, còn chuyện nó giảm hay không, nó ảnh hưởng không, chắc chắn là có ảnh hưởng. Về mặt lipid thì có thể là nó, nếu mà lipid không bị rối loạn thì nó không ảnh hưởng, nhưng mà nó lại là cái chức năng gan nó đang bị, nó càng giảm thì có phải là chức năng gan càng suy giảm không?
Hiểu ý con nói cái chỗ này không? Mà gan là một trong những cơ quan cực kỳ quan trọng đối với cơ thể đó. Đó, khi mà mình thấy tỷ số này càng giảm, à mình nói là chức năng gan càng nguy hại, hiểu không? Giống như các chỉ số khác vậy đó. Ví dụ như đường trong máu đi. Đó, một người tăng mức độ thấp so với một người tăng mức độ cao thì em đánh giá bệnh nhân nào nặng hơn? Ví dụ vậy đó, hình dung được chưa? Đó, ứng dụng trong cái đánh giá chức năng gan. Còn mình nói về tỷ số nó giảm thì về rối loạn lipid hay không thì mình còn kết hợp với những cái chỉ số khác nữa nha. Mình đang nói nó trong cái việc đánh giá chức năng của tế bào gan. Rồi, đó là về tổng hợp phospholipid, em xin lỗi. Tổng hợp cholesterol và cholesterol được ha. Một một nọ nhỏ trong cái phần này là nói về điều hòa tổng hợp cholesterol thì cũng na ná như điều hòa tổng hợp axit béo ở phía trên mình nói qua rồi đó. Thì về các em liệt kê thành hai cột, một cột là yếu tố làm tăng tổng hợp, một cột là yếu tố làm giảm tổng hợp ha, được không? Em làm đi rồi cô nếu được thì các em sắp xếp một buổi nào đó chúng ta online thì chúng ta trao đổi về hai cái mục này. Còn không là các em gửi bài cho cô đi rồi cô coi nha. Tuy nhiên nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào chế độ ăn nha. Trong cái phần này cô sẽ lưu ý các em một cái mục đó là một số những cái hormone. Hormone nó có ảnh hưởng tới chuyển hóa lipid đó. Thì em nhìn thấy cái sơ đồ này quen không? Từ acetyl-CoA nè, gamma-valonate nè. Đây có phải là giai đoạn 1 của tổng hợp cholesterol hồi nãy mình nói không? Còn cái này tóm tắt là gan cholesterol cuối cùng nha. Thì ở cái giai đoạn 1 á, nó có nhiều phản ứng, trong đó có một phản ứng là do enzyme HMG-CoA synthetase xúc tác. Synthetase là xúc tác phản ứng tổng hợp ha. Thì cái enzyme này nó lại chịu sự điều hòa bởi cholesterol có trong thức ăn nè. Và một số hormone, ví dụ hormone sinh dục nữ nè. Chịu sự điều hòa theo kiểu là nó bị mấy cái yếu tố này ức chế. Có nghĩa là có xuất hiện những yếu tố này thì những yếu tố này sẽ ức chế bớt cái hoạt động của HMG-CoA synthetase. Như thì nó bị ức chế bớt thì có phải là cái cholesterol sẽ bị được tổng hợp không quá nhiều không ta? Đấy không? Đấy, ví dụ vì lý do nào đó ăn vào quá nhiều hoặc là cơ thể mình đã đủ nhu cầu cholesterol rồi thì những yếu tố này nó sẽ ức chế bớt cái enzyme này để cho đừng có tổng hợp cholesterol nhiều quá. Vậy thì ở phụ nữ có tiền mãn kinh và mãn kinh đó thì chắc chắn là những cái hormone này nó sẽ bị sụt giảm nồng độ đúng không? Vậy thì cái enzyme HMG này nó sẽ bị thoát ức chế. Đó. Vậy thì vì lý do ăn uống hay gì đó chuyển hóa gì đó mà acetyl-CoA dư thừa nhiều, sử dụng cho các chuyển hóa khác đủ rồi mà vẫn còn nữa, xài không hết rồi đời này nọ, ăn uống nhiều này nọ đó. Thì cứ có acetyl-CoA thì nó cứ việc tiếp tục xúc tác để chuyển hóa nó thành mevalonate rồi isoflavone rồi squalene rồi cholesterol không? Đó. Cho nên là sau này em đi lâm sàng em để ý nha. Nữ giới mà ở cái giai đoạn tuổi mà tiền mãn kinh á, nếu mà có rối loạn chuyển hóa lipid á thì em thấy một tỷ lệ lớn là rối loạn cái kiểu mà có tăng cholesterol. Hình dung được không? Đó, thì cái slide này tôi muốn nhấn mạnh cái ý đó cho các em thôi. Đó. Thì cơ Rồi. chế nó nằm ở chỗ này hả? Cái lúc mà nếu như mà không ở giai đoạn tiền mãn kinh thì cái HMG-CoA synthetase nó hoạt động rồi xong nó không cho tổng hợp ra cholesterol nữa. Vậy thì cái acetyl-CoA này á nó vẫn dư thì nó sẽ đi làm cái gì cô? Tại vì cô nói là nếu mà nó dư ở giai đoạn tiền mãn kinh nếu mà nó dư thì nó sẽ tổng hợp về cholesterol, mà nếu như mà ở giai đoạn bình thường á nó không đạt được tổng hợp cholesterol mà nó vẫn dư thì nó sẽ như thế nào? Nếu mà cơ thể mình không có rối loạn lipid, không có rối loạn các chất liên quan, ví dụ như là không ăn quá dư thừa này kia của lương xít, ăn nhiều đường đạm mỡ, đường đường linh tinh bột rồi đó, thì cái lượng mà cơ thể mình sử dụng không có quá dư đến quá mức đâu. Còn một khi mà ở lứa tuổi khác á, mà chúng ngoài cái giai đoạn mà tiền mãn kinh á, các em thấy nếu mà acetyl-CoA mà dư thừa thì khi nào dư thừa chỉ có cái là ăn nhiều thôi, bởi vì trong giai đoạn đó là giai đoạn trưởng thành, các hoạt động khác nó sẽ rất là diễn ra rất là mạnh mẽ đúng không? Ví dụ chuyển hóa thành lipoprotein rồi chuyển hóa thành các chất khác, chắc chắn là chỉ có thể là do cái chế độ ăn uống và chế độ nghỉ ngơi sinh hoạt nó bị rối loạn thì lúc đó nó sẽ
từ các yếu tố nguy cơ khác, nhiều nguyên nhân gây ra cái tình trạng rối loạn mỡ máu. Mình dùng được chưa? Chắc chắn. À, nếu mà ăn uống dư thừa này kia mà cái hormone này nó có thì nó chế bớt. Còn cái acetyl CoA mà quá dư thừa đó, trong trường hợp đó thì hiếm xảy ra lắm các em. Đấy. Còn nếu mà ăn uống quá dư thừa các mục đích khác đủ rồi thì chắc chắn nó vẫn có thể là làm tăng cái lượng cholesterol ở đây, tăng lượng lipid khác nữa chứ không phải là không. Hiểu được chưa? Hình hình dung được không? Ừ, đó. Giống như bạn trẻ nào mà cứ ăn thật là nhiều đi sẽ mập thôi. À, còn tùy theo nó cái thành mạch như thế nào rồi các yếu tố khác nữa thì nó có hình thành sớm hay hình thành muộn cái mảng bám mỡ thì các em sẽ nghiên cứu ở cái phần mềm lipid, cái các lipid vận chuyển trong máu là cái phần mà cô sẽ giao cho các em làm đó. Rồi được ha. Rồi giờ chúng ta qua cái mặt thứ hai là cái mặt mà thoái hóa cholesterol. Rồi cái mặt thoái hóa cholesterol ở đây các em nhớ một điều rất là đặc biệt, đó là thoái hóa axit béo tri hay phospholipid ở các phần trên cái mình nói với nhau đó thì rõ ràng ít nhiều thì cũng có cho gan năng lượng đúng không, đặc biệt là nếu mà thoái hóa axit béo thì cho ra rất là nhiều năng lượng cho cơ thể mình xài. Thì ở đây em thấy nè, mình nói trước đi rồi lát nữa các em sẽ kết luận cho cô một cái điểm đặc biệt trong cái việc mà thoái hóa cholesterol nha. Rồi cholesterol sẽ thoái hóa thành các hợp chất khác. Thì rõ ràng các hợp chất khác rất là nhiều, có thể là sản phẩm thoái hóa tận cùng là CO2 nước này nọ, đúng không? Hoặc là các hợp chất trung gian khác, hoặc là các hợp chất khác mà cơ thể mình sử dụng được. Miễn là nó biến thành cái thằng khác là nó bị thoái hóa đi rồi đó. Đó. Thì ở đây em thấy là cái con đường thoái hóa đầu tiên là cholesterol nó sẽ tạo ra các vitamin D. Đó, mà vai trò của vitamin D là gì thì các em đã biết rất là rõ rồi. Từ cấp 1 là mình đã biết rồi, đúng không? Đó. Thì em thấy cái lượng cholesterol đây là sơ đồ tổng quát nha, chứ không bắt em họ phải học thuộc những cái sơ đồ này chuyển hóa từ cholesterol nha. Đây em thấy cholesterol nè, bị khử hydro thành 7-dehydrocholesterol. Tên khoa học của nó, tên danh pháp hóa học của nó là 7-dehydrocholesterol. Tên thường gọi của nó tính là tiền vitamin D đó. Và quá trình này diễn ra rất là mạnh mẽ ở da của mình đó, đúng không? Như tác động của tia UV, ánh sáng mặt trời buổi sáng hay là buổi chiều đó, đúng không? Đừng có phơi quá trưa. Dạ. Đấy, và sau đó tiền vitamin D tới thận để được chuyển hóa thành vitamin D dưới dạng hoạt tính. Và vai trò của D thì ai cũng biết. Được chưa? Thì đối với quá trình chuyển hóa cholesterol là nó thoái hóa thành thằng khác, biến thành thằng khác. Còn đối với vitamin D ở đây chúng ta thấy thì nó là cái quá trình mà tạo nên vitamin D, cho nên mình dùng cái từ đó là tổng hợp vitamin D. Thì các em hiểu được không? Trong cái mục lớn này có nhiều mục nhỏ. Đối với cái thằng mục lớn là cholesterol là chuyển hóa của nó, là sự thoái hóa của nó. Còn đối với các chất khác là tạo nên các chất khác thì là quá trình tổng hợp. Cho nên các em đừng có thấy mâu thuẫn là trong mục thoái hóa mà toàn thấy là từ tổng hợp không hề. Hiểu chưa? Rồi con đường thoái hóa thứ hai là thoái hóa thành các axit mật muối mật. Thì đối với đây axit mật muối mật là quá trình tạo nên nó thì mình gọi là quá trình tổng hợp. Được chưa? Và quá trình này diễn ra chủ yếu là ở gan ha. Và cái phần này trong cái bài hóa học lipid mình đã nói với nhau rồi. Axit mật gồm mấy axit mật? Bạn nào nhắc lại cho cô nghe coi nào. Bạn lớp F đây. Minh. Không có kêu lớp trưởng lớp phó. Minh, bạn nào có bạn nào tên Minh không? Hả? Có không? Lớp F. Kêu ngẫu nhiên nha. Em nhớ axit ba mật nào thì em cứ kể tên axit mật đó ra coi. Dạ em nghe coi. Rồi kể tên axit mật mà em nhớ rồi, học ở phần hóa học rồi. Ngay trước mặt em là đã thấy một đứa rồi đó. Dạ. Dạ cho Linh nè cô. Cô Linh đâu mà cô Linh. Cho Linh chữ đó đọc là cô Linh. Chữ đó mà đọc là cô Linh hả? Hay là nãy giờ nghe cô nhắc cô Linh quá cho nhiều cái kể cô Linh. Cô nói cái chữ đó ngay trên màn hình ngay trước mặt em luôn á. Thấy không?
Rồi lớp E có bạn Minh không? Dạ em nghe cô. Em luôn hả? Dạ. Rồi bạn Tiến lớp E. Lớp E có bạn Tiến không? Mẹ lên. Không có tiếng cô ơi. Rồi tổ trưởng tổ 4 lớp F. Em nghe cô ơi. Rồi. Dạ cô, và có bốn axit mật là axit folic, deoxy folic, geno deoxy folic với lyso folic. Rồi đúng rồi đó. Rồi, các em nghe và các em nhớ lại nha. Học bài đi là vừa đó. Sau đợt nghỉ dịch đi học lại là thi luôn đó. Rồi, như thì các axit mật đó sẽ được tạo ra, một số tạo ra ở gan, một số tạo ra trên đường từ gan đi xuống ruột. Và các axit mật đó nó sẽ liên kết với axit amin. Nhớ không? Trong bài protein mình học rồi. Đó, và trong bài hóa học lipid cũng có nói đó. Để tạo ra các muối mật tương ứng. Đó, ví dụ axit folic với axit amin là taurin đi, thì chúng ta sẽ cho ra là muối mật tên là taurocholate. Tương tự như vậy, nếu với glycine thì cho ra muối mật là gì? Tương tự như vậy, các axit khác với hai axit amin này. Được chưa? Là tên các muối mật. Vậy thì vai trò của muối mật là làm gì? Vai trò của muối mật. Vũ tương hóa lipid. Đúng rồi, nhũ tương hóa lipid. Coi lại ha, trong phần đầu của bài chuyển hóa mình có nói rồi ha. Nhũ tương là giúp hấp thu lipid. Rồi đó là con đường thoái hóa thứ hai của collagen ha. Rồi con đường thoái hóa kế tiếp đó là đây. Đó, bên sinh lý học chương sinh lý học môn chưa? Chắc chắn rồi. Rồi. Đó. Học môn đúng không? Bản chất của học môn là cái gì? Đủ thứ hết. Axit amin cũng có, peptide cũng có, protein cũng có, phức hợp cũng có, rồi là một loại lipid cũng có, đó chính là bản chất là steroid, steroid. Đúng không? Đấy, thì đối với cái nhóm hormone có bản chất là steroid thì có hai nhóm hệ thống tuyến. Tuyến sinh dục thì gồm có sinh dục nam và sinh dục nữ nè, kể tên một vài cái hormone ha và dẫn xuất của nó. Rồi, cái hệ thống tuyến thứ hai đó là cái tuyến vỏ thượng thận, đó, tiết ra các corticoid. Yeah, đó là con đường thoái hóa thứ ba. Đấy, và vai trò của các hormone này thì chúng ta đã được học rồi. Yeah. Rồi, đó là ba con đường thoái hóa của cholesterol thành cái gì cái gì. Vậy thì qua ba con đường thoái hóa đó em nhận xét gì về cái đặc điểm thoái hóa của cholesterol? Lớp phó học Không lớp. sinh năng lượng. Rồi, không sinh năng lượng. Rồi còn gì nữa? Lớp phó học tập lớp F. Dạ cô. Em nghĩ là thứ nhất là nó không sinh năng lượng, thứ hai nữa là nó tạo ra được, tuy không sinh năng lượng giúp duy trì hoạt động cơ thể, nhưng mà nó lại tạo ra những cái chất đặc biệt là cần thiết cho cơ thể. Đúng rồi. Đó thì kết hợp hai ý các bạn hai bạn mới nói lại đó, thì em thấy hai đặc điểm mà tôi thấy là nổi trội nhất đó. Đó là cơ bản không sinh năng lượng gì trơn á. Đó, cái thứ hai là nó tạo ra những cái chất đặc biệt cho cơ thể của mình. Bạn dùng từ đặc biệt ở đây thì mình có thể kết luận chung là những chất đặc biệt này là gì? Trong cơ thể mình chất nào cũng đặc biệt hết, nhưng mà gom chung lại những cái nhóm này là những chất có gì hoạt tính sinh học, đồng ý không? Đó, vitamin D nè, rồi muối mật này kia nè, đúng không? Rồi các hormone này nữa, đúng không? Rồi trong ba cái con đường thoái hóa này thì cái lượng cholesterol nó đi vào đường nào là nhiều à? Đó, muối mật nè, rồi vitamin nè, hormone. Em dự đoán coi cái lượng cholesterol nó đổ vào đâu nhiều hơn, nhiều nhất. Tám mối mặt. Đó, nhìn nó là thấy liền đúng không? Vitamin là lượng ít nè, mà thời gian bán quỹ của nó cũng tính bằng ngày trở lên chứ đâu phải là tích tắc ngày nào cũng thải đâu đúng không? Rồi hormone cũng càng ít nữa đúng không? Vậy thì cái lượng cholesterol chủ yếu là nó đổ vào cái đường mà tạo ra axit mật muối mật.
Vậy thì các mối mọt sau khi mà thực hiện nhũ tương lipid ở đường ruột xong thì một mớ nó cũng được tái hấp thu trở lại cơ thể mình tái sử dụng. Một mớ nó sẽ được ở tại lòng ruột để theo phân ra ngoài. Đó. Cho nên là hàng ngày đều có một cái sự thải nhất định cái lượng cholesterol. Đó. Thì đó là con đường thoại đào thải cholesterol ra khỏi cơ thể qua con đường này là chủ yếu ha. Đấy. Còn đối với các lipid khác ví dụ axit béo này nọ nó để đào thải qua đường nào các em? Học thoái hóa mà hổng gài thì em thấy nó thoái hóa nó đào thải bằng cách nào? Thải ra năng lượng. Axit béo. Đúng rồi. Thoái hóa tận cùng cho ra năng lượng rồi mạch C là dưới dạng CO2 nhớ không? Hydro là nằm trong nước. Đó, sau khi học xong phân tích đủ thứ thì mình phải nắm được những cái ý cốt lõi đó. Mặc dù trong giáo trình không có nói nhưng mà trong quá trình mình học mình phải đúc kết lại, được chưa? Rồi bây giờ mình qua cái phần cuối cùng buổi hôm nay mình nói đó là đặc điểm chuyển hóa lipid ở mô gan và mô mỡ. Thì em thấy là cái quá trình chuyển hóa lipid nó mạnh mẽ, chất nào cũng được nhắc đến mô mỡ, mô gan hết trơn á, đúng không? Bây giờ đầu tiên chúng ta xem xét ở mô mỡ. Thoái hóa tổng hợp axit béo, thoái hóa tổng hợp tri, thoái hóa tổng hợp cholesterol vân vân. Đó là những chất điển hình. Thì theo các em nhận xét thì cái sự chuyển hóa cái chất nào là mạnh mẽ ở mô mỡ nhất trong số các chất này? Xét riêng ở mô mỡ thôi. Chuyển hóa chất nào mạnh mẽ? Axit béo, tri, cholesterol và một số chất khác. Đúng rồi. Chuyển hóa tri rất là mạnh mẽ ở mô mỡ. Đúng không? Mạnh mẽ ở chỗ nào? Ở cái chỗ mà tổng hợp lipid để dự trữ lipid nè, đúng không? Rất là mạnh mẽ. Đó. Ở cái mặt thứ hai đó là ly giải lipid khi mà cơ thể mình cần sử dụng. Đó, ví dụ như là nhịn đói hay gì đó, lượng glucid cạn kiệt hoặc là kém đi rồi thì cơ thể mình sẽ tự nuôi cơ thể mình bằng cách là lấy mô mỡ ra để mà ăn thôi. Đúng chưa? Nên nhịn đói giảm cân bằng cách là nhịn đói, giảm ăn đường vô là vậy đó. Dạ. Đấy. Thì ở đây những cái quá trình tổng hợp này kia thì cô không có đề cập đến, mà bây giờ mình nói cái gì đặc biệt thôi, đó là quá trình ly giải mô mỡ nè, triglycerid nó bị thủy phân cho glycerol với các axit béo, được chưa? Glycerol axit béo một phần nhỏ nó sẽ không phải axit béo thôi, một phần nhỏ nó sẽ được thoái hóa tiếp tục ngay tại mô mỡ để cho mô mỡ nó xài năng lượng của nó mà giống như mọi mô khác mà thôi, hình dung được chưa? Còn phần lớn các axit béo nó sẽ đổ vào hệ tuần hoàn để cung cấp tới các tế bào khác để được chuyển hóa ở các tế bào đó. Có thể được sử dụng để tổng hợp chất này chất kia hoặc là thoái hóa cho ra năng lượng ở các mô khác. Giờ đó là cái axit béo. Đó là mình nãy ha. Rồi đối với glycerol sau khi được thủy phân ra thì nó sẽ chuyển hết ra ngoài khỏi mô mỡ, không được thoái hóa tại mô mỡ. Đó, nó được chuyển tới các tế bào khác để thoái hóa. Thoái hóa như thế nào thì ở phần trên mình mới vừa nói đó. Hồi nãy đầu giờ á đó. Vậy thì câu hỏi rằng tại sao nó lại không được thoái hóa ở mô mỡ, câu trả lời rất đơn giản của đối với mình, đó là cái gì theo các em? Không có enzyme. Đúng rồi, em cứ nhớ một điều là gì, chuyển hóa cơ thể phản ứng là phải cần enzyme, nó không được chuyển hóa ở đó thì câu hỏi khả năng có khả năng đúng đó là gì, ở đó không có enzyme nha. Và tại sao nó không có enzyme? Mà hỏi ông trời. Cô nói vui vẻ thôi ha. Đấy, như thì glycerol nó sẽ được chuyển ra khỏi tế bào mỡ để tới các tế bào khác để chuyển hóa cho gan năng lượng. Còn giả sử glycerol này nó được sử dụng cho cái mục đích là tổng hợp triglycerid thì có được sử dụng tại mô mỡ không các em? Được không? Lúc này thì lại là được nha các em. Đó, lúc này thì lại là được nha. Tùy theo cái mặt chuyển hóa nó là cái gì mà nó diễn ra được ở đây hay không. Đó, ví dụ như cái phân tử tri này nó mới vừa thủy phân ra cho ra axit béo với glycerol, mà đáp ứng cơ thể là cần tổng hợp triglycerid để dự trữ mới đi. Đó, thì nếu mà cái thằng glycerol này nó bị bắt, nó được nắm đầu vô với quá trình tổng hợp thì nó vẫn được sử dụng nha. Đó, thì các em phải phân biệt, chứ không phải là cứ nghe rằng là nó phải được chuyển ra khỏi mô mỡ để được chuyển hóa tiếp tục là nó không được sử dụng ở đây thì không phải nha. Rồi, cái thứ hai là cái nhịp độ mà tổng hợp hay là nhịp độ thủy phân ly giải triglycerid ở mô mỡ nó đáp ứng tùy theo cái nhu cầu của cơ thể, đồng thời nó chịu sự điều hòa bởi một số hormone. Thì nó liên quan tới cái hormone mà điều hòa đường huyết các em.
giống như ở cái phần mà điều hòa chuyển hóa, điều hòa tổng hợp axit béo, ở cái phần tổng hợp axit béo tôi cũng có nhắc tới một số đó. Đó. Đấy, thì cứ nguyên tắc chung là gì? Những hormone nào mà làm tăng đưa gluco vào tế bào thì làm tăng quá trình tổng hợp và ngược lại nha. Đó. Rồi giờ mình qua tới cái phần mình nói đặc điểm chuyển hóa lipid ở mô gan. Thì đối với mô gan, chuyển hóa lipid nào cũng mạnh mẽ hết, không riêng gì triglyceride, đúng không? Đó. Nhưng mà ở cái phần này mình lưu ý, mình nhấn mạnh đến những cái lipid mà dường như chỉ được chuyển hóa ở mô gan thôi, rất ít hoặc là dường như không có chuyển hóa ở các mô khác. Đó, như thì ở đây chúng ta đề cập đến cái chất nào mà từ hổng rài chúng ta nói về chuyển hóa lipid, chúng ta chỉ nhắc cái chất này được chuyển hóa ở gan thôi. Em lựa chọn đúng rồi, phospholipid ha. Đấy. Thì đối với quá trình chuyển hóa đi phospholipid ở gan thì chúng ta đề cập nhiều đến cái mặt tổng hợp là chủ yếu ha. Vậy thì mình nhớ lại chức năng của phospholipid. Đó. Thì trong cái bài hóa học mình có nhắc tới nha, khá là nhiều chức năng, về các em coi lại. Giờ cô chỉ nhắc tới một cái chức, trong những cái chức năng của nó là chức năng vận chuyển. Thì phospholipid nó là một trong những cái xe được sử dụng để tham gia vào cái việc mà vận chuyển lipid từ gan ra các mô khác. Thì nói theo từ trong sách vở các em đọc, các em gặp đó, đó là vận chuyển lipid ra ngoại biên. Thì các em hiểu cái câu này có nghĩa là vận chuyển lipid từ gan đến các tế bào, các mô khác để được sử dụng ở đó, em nhớ nha. Đó, ngoại biên ở đây là một cái từ chung chỉ các mô khác ngoài tế bào gan. Chứ đừng hiểu theo nghĩa tuyệt đối là ngoại biên là các đầu chi nha các em. Theo bệnh học hay gì đó, mai mốt em học thì lại là một ý khác ạ. Hiểu không? Thì ở đây mình xét hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là chức năng gan bị suy giảm thì có vấn đề gì? Hoặc là ngược lại, rối loạn chuyển hóa hoặc là rối loạn những cái vấn đề khác thì có ảnh hưởng gì đến chức năng gan hay không? Thì ở cái mặt đầu tiên mình nói là chức năng gan bị suy giảm. Thì có rõ ràng là cái mặt tổng hợp các chất nó sẽ bị giảm theo không? Tất cả đều bị có ảnh hưởng hết. Nhưng mà đặc biệt những cái chất nào mà chỉ được tổng hợp ở gan thôi thì cái mức độ ảnh hưởng của nó sẽ nhiều hơn. Như vậy. Đấy. Giống như là mình... các em thấy là ở nơi nào mà về nguồn nước, cung cấp nguồn nước đi, cung cấp nước cho mình, có nhiều nhà máy, nhà máy này hư thì còn nhà máy khác, mặc dù cũng ít, đủ không đủ nhu cầu đó, nhưng mà dù gì cũng có, còn hơn không, đúng không? Còn ở nơi nào mà chỉ có một nhà máy cung cấp nước duy nhất thôi, nhà máy đó mà nó hư hay vấn đề gì đó là chịu chết rồi, chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng hơn, đúng không? Thì na ná như thế, các em hiểu ở đây cũng vậy. Thì đối với cái quá trình tổng hợp phospholipid, đó, dường như là chỉ tổng hợp ở gan thôi. Như vậy thì khi chức năng gan nó bị suy giảm á, thì cái số lượng phospholipid nó sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Vậy thì em thử hình dung, phospholipid là một loại yếu tố tham gia là và cấu tạo lên cái xe để vận chuyển lipid ra khỏi gan. Như thế này thì em thử hình dung gan là nhà máy sản xuất nha. Phospholipid là cái xe. Sản phẩm thì có, nhưng mà cái xe thì hạn chế. Vậy thì cái sự vận chuyển sản phẩm đến các nơi tiêu thụ nó sẽ bị hạn chế theo, đúng không? Đó, gây ra tình trạng ế sản phẩm ở nơi sản xuất. Cụ thể ở đây là ứ động lipid ở gan, được chưa? Tại vì thì gây ra cái tình trạng trên lâm sàng mai mốt em đã được học, đó là cái tình trạng gan nhiễm mỡ. Đó, đó ha. Vậy thì gan nhiễm mỡ, siêu âm tùy theo mức độ ha, siêu âm mình có thể phát hiện được. Thì trên siêu âm mình thấy gan nhiễm mỡ là cái dấu hiệu sớm, có thể là một trong những dấu hiệu sớm báo hiệu cho chúng ta biết là chức năng gan có ảnh hưởng rồi đó. Mặc dù chúng ta xét nghiệm, các xét nghiệm về chức năng gan nó chưa có thay đổi, nhưng mà đó là dấu hiệu cho chúng ta biết là chức năng gan bị suy giảm. Như thế thì chúng ta phải dừng ngay những yếu tố ảnh hưởng đến chức năng gan, ví dụ như là rượu bia, các chất độc ha, ăn uống các chất độc. Đấy, thì là phải dừng để cho cái tình trạng gan nhiễm mỡ đó, nó sẽ bị chức năng gan nó sẽ được cải thiện, chứ không thôi là nó cứ tiếp tục nó diễn tiến xấu đi, được chưa? Rồi còn cái mặt thứ hai là chuyển hóa các chất khác ảnh hưởng đến chức năng gan. Trong trường hợp này chức năng gan thì bình thường, nhưng mà vì lý do nào đó mình ăn uống hay rối loạn chuyển hóa chất này chất kia
gây ra tình trạng là tổng hợp lipid ở gan quá nhiều. Thì trong trường hợp này, một cách dễ hiểu, các em tưởng tượng như là cái nhà máy thì tăng năng suất sản xuất cho ra nhiều sản phẩm, nhưng mà phương tiện vận chuyển thì không tăng theo. Nhưng mà giờ đấy, như vậy thì cuối cùng là cũng gây ra cái tình trạng là sản phẩm ứ động, đúng không? Không có được chuyển đi kịp ra khỏi cơ quan sản xuất. Đấy, như vậy thì cũng gây ra cái tình trạng là gì? Gan nhiễm mỡ. Đấy, là những cái nguyên nhân phía sau này. Đó. Thì về lâu dài, gan nhiễm mỡ sẽ ảnh hưởng đến chức năng gan, diễn tiến đến xơ gan, rồi xơ gan thì diễn tiến đến ung thư gan này kia, đúng thứ thế hệ lụy ở phía sau. Đấy, những cái bệnh lý đó mai mốt các em sẽ được học hết. Được chưa? Thì đó là cái phần mà đặc điểm chuyển hóa lipid ở mô gan tôi muốn trao đổi với các em. Còn những cái phần khác, chuyển hóa lipid khác thì đương nhiên nó rất là mạnh mẽ gan rồi. Được chưa? Vậy thì chúng ta kết thúc ở đây. Được chưa? Được. Còn cái phần nữa ở của bài đó là cái phần các dạng lipid vận chuyển trong máu. À. Chị ơi, dạ cái phần điều hòa chị, nếu như mà mình không có một cái buổi nào học on khác thì mình cũng chia nhóm để làm giống như chia nhóm trong BBT luôn cho các bạn nha chị. Ok, các em đó, cô mới nhắn tin đó, các em trao đổi với một bạn nói giống như các em tạo một cái cuộc họp giống như nè. Nhưng mà em cùng nhau làm đó, các em tạo một cuộc nói nè, ghi rồi gửi qua cô coi để cô biết các em nói đúng hay nói sai, hình dung được không nha. Rồi cô sẽ coi trên cái của từng tổ, rồi cô sẽ điều chỉnh trong đó cho các em, nếu mà các em có cái phần nào các em nói không đúng về mặt kiến thức á, hình dung được không nha. Deadline khi nào?
không giới hạn. Vậy là bây giờ là cả hai cái phần này thì mình đều làm xong rồi, khi nào có càng nhanh càng tốt, xong rồi tụi em sẽ họp với nhau xong rồi ghi Đúng lại cái cuộc họp đó rồi gửi lên cho chị. rồi. Đúng rồi. Giống như cô trao đổi với các em như thế này, giống như một bạn sẽ đứng ra nói gì đó rồi trình bày, rồi các bạn có trao đổi gì đó thì trao đổi, rồi xong kết thúc thì sẽ gửi cô coi. Để cô coi, mục đích là cô coi các em trình bày là cái nội dung nó đúng hay không thôi nha. Tại nhiều khi các bạn hiểu không đúng cái phần đó, nói cho các bạn nghe thì nó sai thì lại không được, được chưa? Các em muốn làm sao? Ha, có gì thì các em sẽ gửi mail cho cô trao đổi, được chưa? Rồi, bạn nào nghỉ ngơi, ăn uống, làm gì đó làm đi. Nha, chúng ta kết thúc ở đây, được chưa? Cô ơi, Ừ? cô biết chừng nào vô học không cô? Em kiểu Không hay mang mang lại không biết. chính xác.